dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đề nghị các sở ngành liên quan phối hợp với các bộ ngành trung ương đẩy nhanh tiến độ 3 dự án sân bay trên địa bàn. Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vừa có cuộc họp với các sở ngành liên quan về tiến độ triển khai 3 dự án sân bay trên địa bàn tỉnh gồm sân bay Côn Đảo, sân bay Hồ Tràm, sân bay Gò Gan. Theo đó, đề nghị các đơn vị, các địa phương liên quan nhanh chóng hoàn thiện các thủ tục cần thiết, phối hợp với các bộ ngành đẩy nhanh tiến độ các dự án này. Theo Bà Rịa Vũng Tàu, đối với dự án sân bay Côn Đảo, Cục Hàng không Việt Nam đã chỉ đạo tư vấn tiếp thu, hoàn thiện hồ sơ quy hoạch. Trong đó, diện tích dự kiến quy hoạch đất quốc phòng là 9,37 ha. Tháng 3 năm 2021, Bộ Giao thông Vận tải tiếp tục có văn bản gửi Bộ Quốc phòng đề nghị sớm có ý kiến thống nhất về phương án quy hoạch và diện tích đất do quân sự quản lý làm cơ sở phê duyệt quy hoạch cảng hàng không Côn Đảo. Sở Giao thông Bà Rịa Vũng Tàu cho biết dự án thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ Giao thông Vận tải, do đó nhiệm vụ lập quy hoạch chi tiết do Bộ chủ trì thực hiện, sở và các cơ quan địa phương là cơ quan phối hợp. Tiến độ thực hiện chỉ dự kiến thời gian khởi công hoàn thành. Theo thông tin thì hiện Bộ Giao thông Vận tải đang trình Chính phủ bố trí danh mục và kế hoạch trung hạn đến năm 2025. Sau khi quy hoạch chi tiết được phê duyệt, sở tiếp tục tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Bộ chỉ đạo các cơ quan liên quan triển khai thực hiện xây dựng cảng hàng không Côn Đảo theo quy hoạch chi tiết. Đối với sân bay chuyên dùng Đất Đỏ, sân bay Hồ Tràm, tháng 10 năm 2020, Bộ Quốc phòng đã có quyết định phê duyệt vị trí tại hai xã Láng Dài và xã Lộc An. Dự án do công ty trách nhiệm hữu hạn dự án Hồ Tràm làm chủ đầu tư. Sở Giao thông Vận tải là cơ quan tham mưu chuyên ngành, theo dõi và báo cáo. Sở Giao thông Vận tải đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các đơn vị liên quan bổ sung điều chỉnh quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất đai, chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ phối hợp thống kê xây dựng phương án đền bù giải phóng mặt bằng, chỉ đạo công ty Hồ Tràm thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư theo quy định. Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, hiện công ty Hồ Tràm đang thỏa thuận hợp đồng với công ty trách nhiệm hữu hạn MTV thiết kế và tư vấn xây dựng công trình hàng không để lập dự án khả thi. Dự kiến trong 5 tháng sau sẽ hoàn thành hồ sơ. Đối với dự án sân bay Gò Gan, chủ đầu tư là Ban quản lý dự án giao thông khu vực cảng Cái Mép, Thị Vải đã hoàn thành báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án. Ban quản lý dự án cũng đã có văn bản gửi Tổng công ty Trực thăng Việt Nam đề nghị đóng góp ý kiến cho báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án. Tháng 4 năm 2021, Ban quản lý dự án cũng có công văn tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Bộ Quốc phòng phê duyệt vị trí sân bay theo đúng quy định. Trên cơ sở đó, Sở Giao thông Vận tải đã hoàn thiện dự thảo nội dung tờ trình để Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành gửi Bộ Quốc phòng thẩm định phê duyệt.